Bản tin tối ngày 23 tháng 6. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tối ngày 23 tháng 6. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới: khu tự trị Capitol Hill ở Mỹ sắp bị giải tỏa. Mỹ chế tài thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc. Canada chỉ trích Trung Quốc truy tố công dân vì động cơ chính trị. EU cảnh báo Trung Quốc hậu quả của luật an ninh Hồng Kông. Doanh nhân Trung Quốc chịu án tù 15 năm vì bán khẩu trang giả. Máy bay ném bom của Trung Quốc áp sát Đài Loan. Triều Tiên lắp loa chuẩn bị tuyên truyền sang Hàn Quốc. Tin tại Việt Nam: cách ly gần 500 người sau khi có hàng loạt ca nghi nhiễm bạch hầu. Xe chở 30 học sinh đi chụp kỳ yếu bị lật ở Thanh Hóa. Dự báo số ca nhiễm sốt xuất huyết sẽ tăng ở thành phố Hồ Chí Minh. 100 tấn dược liệu Trung Quốc nhập lậu núp bóng nông sản. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại châu Mỹ, thêm 2 nhân viên tranh cử của Tổng thống Donald Trump bị nhiễm COVID-19. Ông Tim Mertes, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, cho biết hôm 22 tháng 6, thêm 2 thành viên đoàn phục vụ của cuộc vận động tranh cử ở Tulsa bị dương tính với virus corona. Trước đó, chiến dịch của ông Trump thông báo có 6 nhân viên phục vụ cuộc meeting ở Tulsa, bang Oklahoma bị nhiễm COVID-19. Khu tự trị Capitol Hill sắp bị giải tỏa. Thị trưởng Seattle, bà Jenny Durkan hôm 22 tháng 6 cho biết, giới chức sẽ phối hợp với cộng đồng nhằm giải tỏa khu tự trị Capitol Hill sau khi 2 vụ nổ súng liên tiếp cuối tuần trước làm ít nhất 1 người thiệt mạng. Bà thị trưởng cho rằng tình hình hiện nay đã làm mọi người quên đi mục tiêu thực sự của người biểu tình ôn hòa là thay đổi thực trạng bất bình đẳng chủng tộc và bạo lực cảnh sát. Khu tự trị này được thành lập 2 tuần trước giữa lúc làn sóng biểu tình người da màu đáng được sống sục sôi ở Mỹ. Sở cảnh sát Seattle hôm ngày 8 tháng 6 buộc phải nhượng bộ người biểu tình bằng cách rút hết sĩ quan khỏi đồn tại khu dân cư Capitol Hill để người biểu tình tự do làm điều họ muốn và tự quản mà không cần cảnh sát. Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích khu tự trị tại Seattle và dọa quân đội can thiệp. Tuy nhiên, thị trưởng Durkan và thống đốc Washington Jay Inslee đều phản đối đề xuất này. Liên quan đến phong trào người da màu đáng được sống, người đồng sáng lập mạng lưới toàn cầu này, bà Patrice Carler, hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 6 đã nói rằng Tổng thống Donald Trump không phù hợp để tại nhiệm và tuyên bố mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ ông Trump. Tiếp theo, Mỹ chế tài thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc. Theo Reuters ngày 22 tháng 6, ông David Stilwell, nhà ngoại giao cao cấp phụ trách khu vực Đông Á của Mỹ công bố, bắt đầu thực hiện chế tài với 4 cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc, bao gồm Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Dịch vụ tin tức Trung Quốc China News Service, Nhân dân Nhật báo People's Daily và Thời báo Hoàn cầu Global Times. Các cơ quan này sẽ phải nộp danh sách tất cả những người làm việc cho họ ở Mỹ và danh sách tất cả các bất động sản mà họ nắm giữ, tương tự như quy định đối với các đại sứ quán và lãnh sự quán nước ngoài. Vào hồi tháng 2 năm nay, 5 cơ quan báo chí khác của Trung Quốc đã rơi vào danh sách chế tài của Bộ Ngoại giao Mỹ. Canada chỉ trích Trung Quốc truy tố công dân vì động cơ chính trị. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau hôm 22 tháng 6 đã chỉ trích việc Trung Quốc bắt và truy tố 2 công dân Canada với cáo buộc gián điệp là tùy tiện và vì mục đích chính trị. Ông cũng từ chối một cách dứt khoát ý tưởng trả tự do cho giám đốc tài chính của Huawei, vốn đang bị Canada bắt giữ để phía Trung Quốc thả 2 công dân Canada này. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo cũng đã bày tỏ lo ngại về động thái này của Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh lập tức thả 2 công dân của Canada. Hiện nước này ghi nhận tổng số 101.600 ca nhiễm, trong đó có 8.400 ca đã tử vong. Tại Mỹ Latin, Brazil ghi nhận tổng số hơn 1,1 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 51.400 ca đã tử vong. Còn tại Mexico, ghi nhận tổng số hơn 185.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 22.500 ca đã tử vong. Các nước tại châu Âu, EU cảnh báo Trung Quốc về hậu quả của luật an ninh Hồng Kông. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen hôm 22 tháng 6 kêu gọi ông Tập Cận Bình hủy ban hành luật an ninh Hồng Kông hoặc phải chịu hậu quả rất tiêu cực, song bà từ chối nêu cụ thể về các biện pháp mà EU sẽ thực hiện. Dự luật an ninh Hồng Kông dự kiến được Trung Quốc thông qua vào ngày 30 tháng 6. Tại châu Á, doanh nhân Trung Quốc chịu án tù 15 năm vì bán khẩu trang giả. Li Tung, chủ tịch công ty dược phẩm Khương Bách Hình Bắc Kinh, cùng 2 cộng sự là Li Zhuchuang và Lu Hanyi bị Tòa án quận Triều Dương kết án hôm 19 tháng 6, phạt tù 15 năm vì bán 580.000 khẩu trang giả khi COVID-19 đạt đỉnh ở Trung Quốc.
Thiết bị y tế Trung Quốc kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái xuất khẩu, đó là vấn đề mà nhiều nước đã khiếu nại trong suốt mùa dịch. Ngay hôm 17 tháng 6 vừa qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc một nhà sản xuất khẩu trang Trung Quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ hơn 140.000 chiếc khẩu trang KN95. Nhà cung cấp quảng cáo chất lượng tương đương với khẩu trang N95, nhưng trên thực tế chỉ lọc được khoảng 22% các hạt nhỏ, thấp hơn nhiều so với các chỉ tiêu lọc 95%. Tại Đài Loan, máy bay ném bom của Trung Quốc áp sát Đài Loan. Quân đội Đài Loan ngày 22 tháng 6 cho biết, nhiều máy bay phản lực của Trung Quốc, trong đó có ít nhất một máy bay ném bom, xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Lực lượng phòng không nước này đã cảnh báo và xua đuổi tiêm kích Trung Quốc. Không quân Đài Loan xác định máy bay Trung Quốc xâm phạm lần này là máy bay ném bom H-6 và máy bay chiến đấu J-10, nhưng không cho biết có bao nhiêu máy bay đã bay vào khu vực nhận dạng và khu vực đảo phía Tây Nam. Đây là lần chạm trán thứ 8 của quân đội Trung Quốc và Đài Loan trong 2 tuần qua, từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6. Giới quan sát cũng từng nhận định rằng Trung Quốc có thể lựa chọn xung đột quân sự với Đài Loan để chuyển rời áp lực trong nước nếu như nội bộ của nhà cầm quyền Trung Quốc có vấn đề nghiêm trọng. Triều Tiên lắp loa chuẩn bị tuyên truyền sang Hàn Quốc. Sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 4 năm 2018, hai miền Liên Triều đã đồng ý dừng các hành động thù địch và tháo dỡ các phương tiện, bao gồm cả loa phóng thanh và truyền đơn. Tuy nhiên, hãng tin Yonhap đã dẫn lời nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đang lắp lại các loa tuyên truyền ở nhiều nơi bên trong khu phi quân sự vào ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 6. Tại Nhật Bản, nước này sắp mở đường bay tới Việt Nam. Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho biết vào hôm thứ Ba, Nhật Bản sẽ giảm bớt một phần hạn chế đi lại với Việt Nam, cho phép các chuyến bay giữa hai nước được hoạt động từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6. Chính phủ Nhật cũng đang cân nhắc các lựa chọn khác để giảm bớt các lệnh cấm nhập cảnh được đưa ra để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Hiện Nhật ghi nhận tổng số hơn 17.900 ca nhiễm, trong đó có 953 ca đã tử vong. Tại Ấn Độ, vào tối ngày 21 tháng 6, hãng dược Cipla của Ấn Độ thông báo đã cho ra thị trường nội địa loại thuốc tiêm Remdesivir kháng virus hàm lượng 100mg ở dạng bột đông khô để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng. Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới, ghi nhận tổng số hơn 440.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 14.000 ca đã tử vong. Tin tức tại Việt Nam, cách ly gần 500 người sau khi có hàng loạt ca nghi nhiễm bạch hầu. Theo dân trí, đến ngày hôm nay, tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 12 ca nhiễm và thêm một số trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bạch hầu tại hai xã Quảng Hòa và Đắk Rơ Măng. Hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm bạch hầu tại hai xã này. Ngành y tế tỉnh Đắk Nông cũng đã lập chốt chặn, cách ly toàn bộ 71 hộ gia đình với 450 nhân khẩu thôn 6 ở xã Quảng Hòa nhằm ngăn chặn sự phát tán nguồn lây trong cộng đồng. Xe chở 30 học sinh đi chụp kỷ yếu bị lật ở Thanh Hóa. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 22 tháng 6. Xe khách trên chạy trên quốc lộ 47 hướng thành phố Sầm Sơn về huyện Hoàng Hóa. Khi đến xã Quảng Phú, tài xế đánh lái tránh chướng ngại vật ở phía trước nhưng xe mất lái, lao về phía vỉa hè, sau đó bay xuống mương. May mắn là các em học sinh chỉ bị xây sát phần mềm, không ai bị trọng thương. Xe khách thì bị hư hỏng nhiều bộ phận. Dự báo số ca nhiễm sốt xuất huyết sẽ tăng ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo Tuổi Trẻ, hiện mỗi tuần thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 140 ca mắc sốt xuất huyết bắt đầu tăng nhẹ. Bác sĩ Đỗ Châu Việt, trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, dự báo vào tháng 7, tháng 8, số ca nhiễm sẽ tăng dần lên. Khảo sát trong 5 tuần gần đây cho thấy dịch sốt xuất huyết có chiều hướng tăng tại một số tỉnh miền Trung, thành phố Hồ Chí Minh và tại Hà Nội. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thư, trưởng khoa virus ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cảnh báo, một người có thể mắc sốt xuất huyết nhiều lần. Lần mắc sau có thể nặng hơn lần mắc trước, bệnh nhân sẽ mệt hơn, tiểu cầu giảm, cô đặc máu, v.v. Thời gian điều trị vì vậy cũng sẽ dài hơn. Vậy nên quý vị lưu ý cần mắc màn trước khi đi ngủ, mặc quần áo dài và sáng màu, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách vệ sinh sạch sẽ khu vực sống, không để nước tồn đọng, đậy kín những dụng cụ chứa nước. 100 tấn dược liệu Trung Quốc nhập lậu núp bóng nông sản. Lô hàng dược liệu trên nhập khẩu trái phép vào cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng hôm 14 tháng 6 vừa qua, gồm 5 container loại 40 feet dược liệu, đội lốt táo, mơ, củ cải, v.v. Vào chiều 22 tháng 6, đội kiểm soát chống buôn lậu miền Trung bước đầu đã kiểm tra và xác nhận bên trong container là dược liệu, chứ không phải hàng nông sản.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tối nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi, đăng ký và đồng hành cùng chúng tôi. Buổi tối ngày hôm nay, tối thứ ba, kính mời quý vị cùng đến với Radio Sống Đẹp với một câu chuyện liên quan đến cả hai thế hệ. Chắc chắn sẽ giúp ích cho quý vị trong thời gian tới. Kính mời quý vị cùng theo dõi và hãy tìm chúng tôi trên YouTube quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 21 giờ tối hôm nay.